Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về việc lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch Đầu tư, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 10 ngày qua, hai bộ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai linh hoạt các giải pháp lưu thông hàng hóa, vận tải hành khách, phục hồi một bước giao thông đường sắt, đường bộ, đường hàng không. Các phương án phục hồi sản xuất trong các khu công nghiệp, chế xuất và các khu kinh tế được tập trung triển khai, duy trì sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động, xử lý kịp thời các kiến nghị vướng mắt của doanh nghiệp. Tại Đà Nẵng, nhờ kiểm soát tốt Covid-19, nên hiện đã có khoảng 90% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã hoạt động đạt 100% công suất. Thành phố tổ chức thành công hai hội nghị đối thoại doanh nghiệp. Đà Nẵng cũng đã đề xuất Thủ tướng cho phép đón khách quốc tế từ tháng 11, vân vân. Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của các bộ ngành địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chỉ đạo các phương án giải pháp cơ bản trong thời gian tới đảm bảo thích ứng trong tình hình mới, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19.